Hello các anh em nha. Giờ anh em chúng tôi đi vào khu vườn dâu. Vườn dâu của Đà Lạt. Bây giờ là 8, 9 giờ. Mình đi vào mình hái dâu để xem cái vườn vườn dâu của Đà Lạt như thế nào. Anh em nào mà có rành hái dâu thì chỉ cho mình cách hái dâu đi, chứ không là mình đi vào vườn lại nát cái vườn dâu này chứ không hái được gì. Đi vào, đi vào. Quen không, quen không? Hết hồn luôn. Quen không? Chào cô. Không phải đâu, nó xe, nó cửa xe. Nhưng mà xe này biển đỏ là xe của... Quân đội, quân đội. Quân đội. Đang đổ giống dữ quá. Đổ giống luôn. Gặp ai? Gặp ai đây? Gặp cô đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp xuất sắc. Cô đồng nghiệp tươi trẻ và anh bờ cờ. Khoa bờ cờ. À, anh bờ cờ đang đổ xuống dốc. Khoa, anh ấy tên là Khoa. Anh bờ cờ hả? Thì Ambassador EFGH IKLM. Yes, sao phải. Rồi ngày xưa ấy là học hay nói là bồ cờ gì đấy, đúng không? Dù chút xíu lên không nổi rồi. Ừ đúng rồi, đi xuống nhẹ ha. Đi xuống thì phải nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà đi lên thì... Nguyễn Anh ơi. Một TikToker đang đổ dốc tốc độ cao, cẩn thận, né ra. Và một YouTuber đó đang đổ dốc tốc độ hơi rù bò, gặp chị Nguyễn Anh xinh tươi. Giới thiệu đây là Nguyễn Anh nhé. Nguyễn Anh đang là streamer gì? Streamer cuối tuần hả? Streamer cuối tuần ở địa bàn hoạt động Vũng Tàu. Review chuyên review tôm cua, ghẹ các thứ. Anh em ủng hộ Nguyễn Anh nha. Facebook của Nguyễn Anh là gì nè? Trần Nguyễn Anh Lolin mọi người nhé. Ok. Kết bạn nha, các bạn. Follow mình nha. Subscribe không? Subscribe YouTube. YouTube là nhà người anh nha. Ừ. Ok. Cảm ơn anh Khoa được xuất hiện trong clip của anh Khoa là vui rồi. Rồi, cảm ơn người anh này. Anh em đang đổ dốc sướng lắm người anh nè. Alo. Từ xe chúng tôi đi vào vườn dâu khoảng tầm 300 m, nếu mình không nhầm, nhưng mà mình nghe được bạn hướng dẫn là bạn bảo là 300 m, bạn bảo là 100 mấy m, mình bảo mình đi được 200 m à. Anh em đang làm đường. Chắc là cái vườn dâu chặt quá rồi phải làm đường nè anh em ơi. Để đi xem vào vườn dâu này như thế nào. Dâu loại gì? Lại tiếp tục lên dốc nha. Mình sắp vào căn biệt thự của ai đây mình không biết. Đây một streamer đang tác nghiệp dưới máy quả dâu.
cầm đàn hoa. Mới gặp một cô gái đang cho quả dâu cho một cháu gái. Hello. Chào mấy cái dĩa dâu nha. Chào anh em nha. Chào nha. Mình không ăn dâu đâu. Mình không ăn hết dâu. Sao nhanh vậy ta? Phi vào là làm mấy quả dâu liền. Hôm mấy mình ngồi đây mình ăn luôn, mình đừng có xuống dưới hái. Ăn chấm dâu lắm này. Thôi anh, đây là cái đòn là anh trước để cho nó vào nó khỏi phá cái vườn dâu biết không? Tức là nó no bụng rồi, là thấy dâu rồi bắt đầu ngán vào cũng không ăn phá được. Nhìn được ăn miễn phí đúng không anh? Dạ đúng rồi, cái này là bao gồm buffer. Đây mình thử nha. Nhìn này. Chấm vào đây. À, vậy là nếu mà cái này ăn không hết là được ăn về. cô là nói là đây có thể lấy mức 5 kg để về. Có nghĩa là bây giờ mình lên trước mình ăn, xe kia lên sau là nhìn. Ăn nhanh đi, với xe kia lên nặng nữa bất công. Làm đi. Ủa mình ăn cái này là tính phí hay sao? Biết nãy dạ. Túi nè. Mấy cái dĩa này là mình dạ sao? Cái này là em đang tính vé là 50.000 một vé. 50.000. Dạ 50.000 một vé là bao gồm dâu và một cái nước của mình. Rồi. Quay lấy bút ban thôi. Còn số lượng sao mình có một vé à, một vé là một người. Dạ đúng rồi, một vé là sẽ mua một đồng người tính là đồng người. Dạ. Cái này là dâu Nhật, mình đây là dâu Hoa Kỳ. Với lại vé thì do mình lựa chọn nữa. Ví dụ như anh muốn ăn tại vườn luôn mà hiện tại thì tụi em sẽ có cái giá vé khác. Còn ví dụ như mình ăn mà hái mang về hoặc là mình chỉ đang đi tham quan thôi, còn hái mang về thì có thể ăn cái giá khác. Và tùy vào cái số lượng đoàn mình đi. Tôi liên kiếm ơi, cuốn tôi đó. Ê mà sao lại là khóa bơ cơ ta? Cảm ơn anh em nha, ăn dâu nhiều nhiều vào. Vì sao gọi là khóa bơ cơ? Đây là cái đòn là ăn dâu trước khi ra vườn dâu. Tức là để tránh cái vườn dâu nó nguy hiểm. Tránh cái thiệt hại cho vườn dâu. Cái này là trái cây chocolate. Là tới đây mình ăn xong rồi mình về được rồi. Biết rồi này ha, ăn dâu uống rượu được không? Được. Có thầy nhắc nhở mà biết là có. Cái muối này nó thấy ngọt quá rồi. Ngon. Quá trời bích ngọc rồi, bích ngọc ơi. Nhìn cái mặt tôi là ăn dâu rồi biết rồi mấy đứa. Anh thấy em sàn 2-3 bàn rồi đó. Ngồi một chỗ cố định giùm anh cái đi. Ngon mấy đứa. Mỗi ba nó có gắn định vị. Bắt gặp một cô gái đang chim mơ mấy quả dâu. Chim mơ mấy quả dâu. Chị hãy cho một cái review về cái vườn dâu này luôn đi chị ơi. Quá hấp dẫn. Chị đang quay phim nè. Bà bắt gặp ở đây có rất nhiều em ơi có cái tính hết gì mà. Là chim. Có rất nhiều TikToker cũng như YouTuber. Xin mời rồi. Nhà. Đây là chị Nguyễn Anh. Ngon lắm. Tuyệt vời. Chị luôn. Vừa đổ dốc tốc độ đi bộ xuống vào một căn biệt thự toàn là dâu không. Đổ đèo đổ dốc. Bằng 2 chân. Dâu ngon hả chị nha? Ừ, ngon. Ngon. Đấy, có tới cà chua không? Tới cà chua. Tới cà chua nha. Tới cà chua này, hai mấy luôn nè. Múc ba. Mời mọi người ăn nha. Xem cái mồm ra. Hé cái mồm ôm, ngon quá trời luôn. Trời ơi, tuyệt vời. Số 1 tới 1. 3 chai, 2 chai. Ủa sao mình sống live stream đi, đang live stream đi. Chị live stream đi. Em dạy em dạy sao. Dâu này là dâu sạch. Em dạy em dạy sao. Ngon đấy, dâu ngon đấy mùi. Đang quay mà đúng không? Đang quay. Để cái gì dựng lòng nhạc đồ các chữ. Rồi anh nha, mình cũng thèm lắm rồi. Đi. Chánh hổ. Nói gì mỗi bàn mà đang cá rồi. Lát nữa mình ngồi xuống là ăn hết dễ luôn. Tự review luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nói chung là mình rượu đâu anh em ơi, rượu đâu. Hello 500 anh em. 500 anh em chào. Ủa, anh Quốc. Ở đâu quay hả? Chào anh Quốc. Dạ chào mọi người. Trước đây là mình rút ra một kinh nghiệm. Dạ, mày lấy bí quyết về là... đem dâu với lại đem cà chua sô cô la về bố mình chồng. Ok. Đó là cái quan trọng nhất là mình đi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kiến thức
đúng không? Kiến thức người ta gọi là gì? Kiến thức, trải nghiệm, thực tế, kinh nghiệm. Nhưng mà cứ vào ngồi vào cái bàn mà có cái chai là mình tốt nhất là mình nên say sớm. Còn hôm nay ngồi mấy cái bàn mà có trái cây là tốt nhất là mình đừng có say. Đừng có say. Say, chào cô. Hello. Ừ. Một cái nữa là cái kệ. Đó nè nè nè. Cô đây, dâu nè. Đang là chim ơn đó. Đang là chim, đang quay. Ngon quá, ăn chả dâu ngon quá, vị cà chua nữa nè. Rất là ngon. Ngon. Đây, cô ăn thật giống ngon. Giống như chúng ta review gì đó. Đúng rồi, chúng ta đang review đây cô. Ăn luôn nè, đúng rồi. Rất là ngon. Coi ngon. Cái này là phải chấm cái gì biết không? Muối chấm tí muối á. Muối tí muối là rất là ngon. Muối muối tí muối đúng không? Muối tí muối. Muối muối bị chua. Muối tí muối á. Rất là ngọt. Dầu 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 dầu. Cái này á. Quá cái này á nhà cách đây mấy cây nè. Nó lây nhà cả. Ơi đủ. Hay. Thầy ơi mình dùng dâu đi thầy. Sau khi ăn một quả dâu, một cái quả cà chua, cô thấy thế nào? Trời ơi, cảm thấy rất là tuyệt vời vì cái vị Đà Lạt nó nằm đâu đây. Nhẹ nhẹ và thanh thanh lắm cô ạ. Đúng rồi, không khí nó rất là chiêu. Em đầu tiên muốn ăn là vừa sờ quả dâu. Và bây giờ là... Nhưng mà không được bóp nha. Thầy đang review một quả dâu. Bóp thì sờ. Cảm ơn thầy. Sờ. Rất là ngon. Wow, tuyệt vời. Anh em bạn. Cả chua ăn không nữa còn nó bị giống như vậy anh nhỉ? Anh không chua chua hả? Nhận thấy hả? Ừ. Được. Giữa cà chua ngay đẹp, dao là nhận thấy. Nó có cái mùi ấy, cái mùi thuốc sâu á, ăn nó ngon. Cộng không cũng thấy mùi rồi. Nhưng mà hát bài đi em ơi. Dạ, xin chào toàn thể gia đình đại học gia đình thế giới, gia đình người công nghệ cao Hana của chúng em ạ. Vô. Dạ, đầu tiên thì em có được chung bạn thảo Hana đó. Đúng rồi. Chúng tôi nào mọi người. Review dâu mà râu tóc đầy đầy người đi từ đêm hôm qua tới hôm nay. Râu nó mọc từ đâu đó. Không, cái đó mới thấy là chúng ta làm việc hết sức là gì tích cực. Tích cực. Đó. Là... râu mọc luôn mà không có thời gian đi cạo. Không có thời gian cạo. Pin thì không có thời gian để sạc. Tốc độ đi cũng nhanh hơn tốc độ sạc. Rồi anh em nha, ăn nha. Quá nhiều. Alo. Dạ, bây giờ mới là phát biểu của ban tổ chức ạ. Nãy giờ là tụi bên vườn dâu ạ. Dạ, mình đã chia đội 1 và đội 4 rồi. Quý thầy cô nào cho biết mình ở đội nào không ạ? Đội 4. Dạ, bây giờ thời gian của mình á, thì có khoảng tầm 30 phút để các đội sẽ hái dâu. Và đội nào sau 30 phút hái dâu nhiều hơn, đội đó sẽ được điểm 10. Đội hái dâu thứ nhì được điểm 8, thứ ba là được điểm 6, và thứ tư là được. Lại bắt gặp cô gái ấy đi ăn dâu. Buổi chiều nghe không ạ? Không nghe gì luôn. Nếu là nghe không rõ. Nghe không rõ. Cao nhất là điểm 10. Cao nhất là điểm 10. Càng nhiều dâu càng nhiều điểm ạ. Càng nhiều dâu càng nhiều điểm. Nghe cho kỹ nha anh em. Nghe cho kỹ nha, càng ăn nhiều dâu là càng nhiều điểm. Cái điểm không ạ?
Đứa nào hái nhiều dâu là càng nhiều điểm, mà đứa nào ăn nhiều dâu hơn nữa là nhiều điểm hơn nữa. Bé gặp chim đang ở vườn dâu. Nhưng mà trước khi vào vườn dâu là ăn no cái dâu cả. Thế là áo hồng. Hết. Trời kiến và trái cà chua vừa ăn bằng. Mười điểm. Có vị gì? Vị cà chua. Vị cà chua. Mà nó không chua. Nhưng mà nó có vị thuốc sâu đúng không? Ăn cà chua có vị thuốc sâu. Đây là cô ta. Rồi tôi ăn dâu nha mấy đứa. Tôi ăn chưa đợi mấy đứa này hết dâu tôi ăn được nữa. Rồi cấp máy ăn dâu cho anh em nha, để gặp anh em sau. Chút nữa vào vườn dâu là mình gọi là mình ăn no trước khi vào phá vườn dâu, chứ không là kẻo là sập vườn dâu. Em hay vô anh em. Em